Chúng ta vừa mới đi ngang qua khu vực cầu Rồng của thành phố Đà Nẵng. Chợ đêm Sơn Trà, khu tòa nhà khách sạn Mường Thanh. Thì hôm nay là một buổi mà IAGRA Việt Nam, đi tham quan lại thị trường Đà Nẵng. Thì sắp tới IAGRA sẽ phân phối rất là nhiều dự án của thành phố biển này cùng với khu vực Hội An. Thì một tí là chúng ta sẽ đi thăm lại dự án Windham Soleil Đà Nẵng và những dự án khác. Tiếp tục đó là sẽ đi ra tham quan của khu vực Hội An, những dự án mà IAGRA sẽ phân phối làm tổng đại lý khu vực miền Nam. Nó bán ở năm 2010, 2008. Hiện tại
7 tỷ, cái villa 500 mét vuông. Dạ. 2008 khởi công vào tháng 8 năm 2008. Hyatt Regency. Tí cho xin cái clip này nha khoa. Hyatt Regency này quay cái Hyatt. Không chắc thấy thì là thấy. Cái tên của cái dự án Hyatt Regency là mình cũng có một cái dự án của Vingroup và Vinpearl. Các sản phẩm chủ yếu của Vinpearl Đà Nẵng là villa. Và diện tích trung bình là 300 từ 300 tới 500 mét vuông, căn thấp nhất là nó từ 17 tỷ cho tới 25 tỷ cái đợt mở bán cách đây 4 năm. Đây đường hàng cây 300 cho tới 500 mét vuông. Villa không. Nhà tin bơm bây giờ cái này nó ít khách hàng bán lại. Vì mà để có một cái gì cái khu mà villa mà học viện bán ở Đà Nẵng thì nó sản phẩm nó rất là khó. Thông thường một cái khu như vậy thì nó có tầm khoảng là 30-40 cái villa thôi. Cái này là cái dự án khu resort của PPT, đó là PPT Tour. Đường này toàn dự án đẹp không? Khu resort Melia Đà Nẵng. Nói chung là trên trục đường các đường quốc tế đều có anh chị, như là Melia Đà Nẵng. Đúng rồi, Đà Nẵng giờ nó về ha. Gọi là duyên phận. Rủ nhau đi chơi chung phải không? Khu phía bên tay phải mọi người là cái khu trong Nam thành phố, khu này khu gần cuối thành phố rồi. Thì cái giá mặt tiền hiện tại bây giờ là dao động tăng từ khoảng 80 triệu khu một lô giá, diện tích của nó trung bình là 125 tới 150 mét vuông một lô. Nó xây đúng rồi, nó chỉ xây được một lô thì nó xây được tầm khoảng 7 tầng đổ lại thôi. Nó dựa vào cái giao lộ còn dự án IAE Resort and Villa ở đâu anh? Sao anh? Đâu xin ở tay à? Ega chừng nào có anh Tuấn thôi. Chừng nào là một cái dự án cho tôi em bán vào đây anh? Mai nha. Rồi giờ là 100 triệu. 100 triệu hả? Dạ. Ủa, cái nào? Rồi giờ là của danh thôi. Tiếp theo là cái khu Sunshine Rồi giờ khác nữa, còn The Rồi giờ không à? Cái này là chủ đầu tư là BRG Group.
với cầu Trần Thị Lý. Sắp tới nó mở bán thì nghe đâu giá tự địa của nó đâu đó là tầm khoảng là 50 tỷ tới 50 tỷ một căn. Khu Ocean Estate, Ocean Estate là khu dự án nhà ở residence của Vina Capital. Cái dự án này cái đặc biệt là nó là khu biệt thự cầm bao có sở hữu sổ đỏ bệnh viện. Chị Nhung, chị nhìn cái gì vậy? Sao mấy trụ nhìn thấy mỏng manh Furama Resort. Furama của Phú Long đúng không? Ra đây Phú Sinh này nó cũng chủ tôi là Vina Capital rồi của vô đây bắt đầu vô nội ô phải không? Tùm lum rồi. Tất cả khu này là không có gì hết.
Rồi, đây là Durban Hội An. Có mấy cái phòng nè. Đây. Mở ra coi. Ê, cái gì vậy? Trời ơi, kìa. Ai? Phòng mấy vậy? Trời ơi, người đẹp gì bởi cho mình là tiếp từng người phải không? Tiếp từng người, tôi sẽ là người tiếp. Cái view này là thấy biển nè. View này thấy biển. Ờ, đẹp quá. Thắng ơn mình phải không Thắng? Gì vậy? Qua. Cái phần gạch này làm đẹp ghê đó nha. Đây, ở đây. Ra ban công đây. Ừ, The Burn Hội An là động tổ cách đây 2 năm đó mọi người. Bây giờ đã hoàn thiện đi vào hoạt động rồi. Xung quanh thì bên Era Việt Nam đã chuẩn bị bán một khu gọi là khu đất nhà ở luôn các chị, nhà ở sở hữu lâu dài luôn. Đó là một khu dân cư, mà khu dân cư hiện đại theo quy hoạch đồng bộ. Thì Khoa sẽ có những video clip về khu dân cư đó cho các anh chị. Hello. Thì Khoa đang có mặt ở khu phố cổ Hội An nè mọi người. Bây giờ đang vô thành phố Hội An. Vừa mới đi từ cái thành phố Đà Nẵng ra những cái khu nghỉ dưỡng, vừa mới ở khách sạn nhà nghỉ The Pearl Hội An. Đây này, mấy cái khu... Giờ đang đi tham quan cái khu khu cổ Hội An, nhưng mà đi vô khu vực ăn uống trước. Đường Hai Bà Trưng. Đây là đồng bọn. Đây nha. Rồi cái dép khách sạn nó đau lắm đó, mới đổi dép á. Mang đau chân, cái kẹp á.
Thì Kitty à, chị làm cái kênh review á, với 100.000 chúng ta có thể ăn sạch cái Hội An không? Đúng không? Ừ. Ừ. 2 tiếng. Về sáng tiếng đầy. Vậy là mình ăn xong rồi mình vô phố cổ phải không? À. Đến đây một lần cơm gà, hai lần cao lầu. Một lần cơm gà, hai lần em. Thôi em ăn cơm gà. Không á, chị biết mọi người sẽ chọn vậy. Quay quay cái gì vậy? Không quay mọi người. Em quay anh nè. Có quay nè. Đang quay anh đó. Đó. Quay, em phải quay tour guide ẩm thực nè. Đó. Với 100k chúng mình sẽ ăn sập Hội An. Có thể. Possible. Possible là gì? Thì tự cho từ điển đi chứ em nghe người ta nói em nói theo thôi. Thấy ghê, toàn vậy thấy ghê không? Nè anh Thanh, hướng dẫn viên. Anh Thanh nói gì đi chứ? Với 100.000. Hello cả nhà, bây giờ chúng ta sẽ tiến hành một cái tour ẩm thực Hội An. Mọi người coi xe phía trước giùm mình nha. Tài trợ từ phía ban tổng giám đốc. Được tài trợ từ miệng chứ chưa đưa đồng nào hết. Đúng rồi, ừ. Mới chỉ nói miệng thôi nha, chưa có thấy cái tiền mặt luôn đó. Anh bây để cái này vô đi anh. Anh nói nó, sếp nó không có nghe đâu. Nói mà sếp không có nghe, nó xấu, ta phải nói xấu cho rõ chứ. Ủa ở đây ỷ mang tiếng là phố cổ, ai cũng trang trí theo kiểu phố cổ hết hả? Ê, có cái mì sắp tiếng cao lầu kìa. Lô lô. Đang ở khu vực phố cổ nè mọi người. Phố cổ Hội An. Đây là dọc bờ sông. Nhưng mà bây giờ cũng trễ rồi. Đẹp quá. Bên kia xong. Giờ chỉ dịch vừa mới hết, tạm lắng xuống. Nên ra những cái dịch vụ ở đây nó chưa có bắt đầu quay trở lại nhiều cuộc sống như lúc trước. Thì hoa đăng ở dưới. Thuyền hai bên. Bây giờ là hơn 10 giờ là hầu như đa số hàng quán lại đóng cửa rồi. Rất là tiếc là không thấy được ánh sáng cầu bắc qua bên kia. Thank you.
chói lắm các. I'm so scared to feel what you feel. Cause not at all. Có đi uống cà phê đi, ngồi cho tỉnh tỉnh đi chị. Quán cà phê đi, chứ không ăn quán bia đâu. Ừ. Giờ mà xong nhắm xong đồ này nọ chị. Chứ nãy giờ ăn liên tục luôn đấy. Đây là cái group của bên mình. Thì cái group này chia top ra đang ngồi ở đây. Ăn uống chung với những cái bạn bên chuyên về thị trường Đà Nẵng. Trời ơi, ấn tượng ha. Bé. Ê, anh đây con. Người ơi, hai thằng nè. Sữa. Xì cà phê. Liêm sĩ về tầm này đó em. Diễn lại chị ơi, lại đây diễn lại. Diễn lại nha. Đây nè. Hôi của. Quay xong hết rồi. Thì bởi vì quay lại diễn lại đi, mới nãy chưa vừa. Rồi bỏ vô. Gom. Em bể sẵn cái nè. Yeah. Diễn lại mà bị mất đồ. Giờ chơi nước mắm luôn. Thôi bỏ đi. Cái này để lại cho ta, để lại cho ta. Có nhiều ăn nhiều đi mấy ông. Trời ơi, rồi sao đây? Trời đi bộ về. Trời ơi. Bây giờ chưa tới đâu, xe đi muốn chưa tới chỗ đậu xe nữa, từ chỗ đậu xe về. Bây giờ đây cả nhà ơi, thì cái âm thanh bên trong không? 12 giờ khuya rồi đó. Coi này. Hiện nay buổi sáng Khoa dậy đi dạo bộ qua hồ bơi và bãi biển của khu biệt thự nghỉ dưỡng ở Hội An.